âm ly 8.900 các bác ạ. Chỉnh bát này, chỉnh tép này cho từng cấp độ A, B, A cộng B, loudlet, mô tinh, các đường vào âm thanh, cân loa, volume ở đây. Công suất 140W điện 100V. Đánh loa Nga hoặc loa Nhật, loa Mỹ đều hay hết, 8 con sò sắt cơ mà. Rất nặng nha, bộ âm ly rất nặng. Trở kháng từ 46 ohm, nước sơn sáng bóng luôn, chức năng bao rề cầu chữ U, 140W 100V, số series 8115, 8 sò sắt đây này, 4 con hàng trên 4 con hàng dưới, góc cạnh còn quá đẹp luôn. Con âm ly này các bác có thể đánh loa 30-40 được hết nha. Đơn giản với nó luôn, bát 30-40 được hết, khẳng định điều đó. Tất nhiên là phải loa chính hãng, không phải loa tàu. Mẹ ơi con sân này vắng nhà. Hôm nay là ngày cuối năm của năm 2019, tôi vừa về được. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Có thể con này thì ra Tết mới bán. Bởi vì nó sát Tết quá rồi. Xin cảm ơn. Khách hàng ở gần ở xa thì tin thì đến, có thể đặt cọc vào tài khoản, tôi sẽ gửi hàng đi qua Viettel hoặc nhà xe khách, cước vận chuyển với mua chị hoặc đến tận nơi xem hàng. Xin cảm ơn.